Welcome back to IELTS Fighter. My name is Quyen and I am an IELTS Fighter. Chào mừng các em đã trở lại với chuỗi bài giảng của IELTS Fighter. Cô tên là Quyen. Rồi, như chúng ta đã biết thì kỳ thi IELTS là một trong những kỳ thi cập nhật rất nhanh chóng những cái tình hình, những thông tin nóng hổi trên toàn thế giới, đúng không? Và trong năm 2016 vừa qua là một năm khá bất ổn về tình hình chính trị cũng như là mức độ an toàn của người dân ở một vài quốc gia trên thế giới. Ok? Rồi, vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình hình này? Đúng rồi, đó chính là tình trạng những cái vấn nạn tội phạm đang ngày càng gia tăng toàn cầu, đúng không? Vậy thì chủ đề hôm nay chúng ta sẽ bàn bạc về đó chính là Crime and Criminals. Ok, vậy thì cô đố các em là vụ việc đầu tiên khởi nguồn cho những vụ bạo động liên tiếp xảy ra ở Đông Nam Á cũng như một vài quốc gia ở châu Âu. Đó là vụ việc gì, xảy ra ở đâu, vào thời điểm nào? Rồi, cô gợi ý cho mình một tí xíu nhé. Vụ việc này xảy ra vào năm 2015 và nó xảy ra ở một quốc gia mà người dân Việt Nam rất là thích đi du lịch đến đó. Đúng rồi, đó chính là ở Thái Lan, đúng không? Vậy thì vào năm 2015 ở Thái Lan xảy ra một vụ đánh bò tại ngay thủ đô Bangkok, Thái Lan. Ok? Vậy thì cô cung cấp cho mình một cái danh từ ha, vụ đánh bom là gì? Cũng như là tiếng Việt thôi, từ này rất là đơn giản. Tiếng Việt mình nói là bom thì tiếng Anh mình cũng có bomb, nhưng mà mình thêm in vô cho cô nha. Đọc là bombing. Rồi đọc theo cô nha. Bombing. One more time. Bombing. Again. Bombing. Rồi the last time. Bombing. Very good. Rồi chúng ta lưu ý là chữ bombing này á, mặc dù nó có âm b, âm b ha. Tuy nhiên mình không phát âm nó tại vì nó là mờ câm ha, cũng đọc là bombing, mình phải đọc là bombing chính xác. Ok, vậy vụ đánh bom là bombing. Thì người gây ra vụ đánh bom, người đánh bom là gì? Danh từ chỉ người thì thường thường mình sẽ thêm cái đuôi ER vô cho nó, đúng không? Thì chúng ta có từ danh từ bomber. Rồi đọc theo cô nào. Bomber, đúng rồi, one more time. Bomber, the last one. Bomber, good job. Vậy thì các em có biết là tổ chức nào chịu trách nhiệm cho vụ đánh bom ở Bangkok, Thái Lan không? Vào thời điểm đó thì người ta nghi ngờ là vụ việc này xảy ra do tổ chức khủng bố Hồi giáo IS, đúng không? Vậy thì giờ mình học thêm một cái danh từ khác nữa. Khủng bố, sự khủng bố là terrorism. Đọc theo cô nào. Terrorism, one more time. Terrorism, again. Terrorism, đúng rồi, good. À, terrorism là sự khủng bố. Vậy thì người khủng bố sẽ là terrorist. Rồi đọc lại nào. Terrorist, again. Terrorist, one more time, terrorist, chính xác. Các em biết không, vào thời điểm mà xảy ra vụ đánh bom ở thủ đô Bangkok, Thái Lan thì cô đang đi du lịch ở đó luôn. Cô cùng bạn cô ha, và cô đang ở trong một cái trung tâm thương mại ngay đối diện cái đền xảy ra vụ đánh bom. À, lúc đó cô và bạn cô rất là lo sợ. Vậy bây giờ mình sẽ ứng dụng những cái mà mình đã trải qua vào kỳ thi nhé. Rồi bây giờ cô sẽ ứng dụng vào kỳ thi IELTS Speaking Part 2. Nào, câu hỏi của cô như sau. Describe one event that you remember the most in your life. You should say where the event happened, when it was, what happened during that event, and why you remember it the most. Câu trả lời của cô như sau. So one of the most terrifying events that I have experienced in my life is the bombing happening in August 2015 in the central Bangkok, Thailand. The bombing destroyed one of the most sacred temples in Bangkok and killed 20 people and injured 125 people, including tourists. As I was near the site where the explosion happened, I was scared to death. The bombing was thought to be terrorism related and the terrorist was caught several days after that. Rồi, cô dịch nhé. À, một trong những sự kiện mà đáng sợ nhất mà tôi đã trải qua trong cuộc đời tôi đó chính là vụ đánh bom ở thủ đô Bangkok, Thái Lan vào tháng 8 năm 2015. Vụ đánh bom này đã phá hủy một trong những ngôi đền linh thiêng nhất ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, giết chết 20 người và làm bị thương 125 người, bao gồm khách du lịch. Okay. À, tại vì lúc đó thì tôi đang ở gần cái khu vực xảy ra vụ đánh bom, cho nên là tôi sợ muốn chết luôn đó. À, bây giờ mình có một cụm từ rất là hay, đó chính là be scared to death. Đọc theo cô nào. Be scared to death, one more time. Be scared to death có nghĩa là sợ muốn chết ha. Rồi mình học từ này nữa nhé. À, và vụ đánh bom này được cho là liên quan đến tổ chức khủng bố
và kẻ khủng bố đã bị bắt một vài ngày sau đó. Ok. Ok. Rồi tiếp theo, cái crime thứ hai mà cô sắp đề cập đến là nó sẽ liên quan tới những người nổi tiếng và có quyền lực nhất. Rồi bây giờ người nào đứng đầu một đất nước? Một người đứng đầu đất nước đó chính là tổng thống, đúng không? Vậy thì tiếng Anh mình có danh từ tổng thống là president, đúng rồi. Thì cô có tổng thống Mỹ là President of the United States, chính xác. Rồi thì cái crime này nó sẽ liên quan đến 4 đời tổng thống Mỹ luôn ha. Ok, cái crime mà cô sắp đề cập tiếp theo nó liên quan đến 4 đời tổng thống Mỹ ha. Đó chính là ông Abraham Lincoln, James A. Garfield, William McKinley and John F. Kennedy. Bốn vị tổng thống này có điểm chung là họ đều bị ám sát. À, vậy thì cô có danh từ ám sát là assassination. Rồi đọc theo cô nào. Assassination, one more time. Assassination. Rồi chúng ta lưu ý là mình sẽ nhấn trọng âm vào cái âm đứng ngay trước chữ sion nhá. Ha, có nghĩa là mình sẽ nhấn vào Asian, đúng không? Rồi đọc lại nào. Assassination, one more time. Assassination. Đúng rồi, chính xác. Vậy thì người ám sát, kẻ ám sát, mình bỏ cho cô chữ Asian đi, bỏ nó đi ha. Chúng ta còn assassin. Đúng rồi, now again. Assassin, one more time. Assassin, đúng rồi, chính xác. Nhưng đây thì cô muốn giới thiệu cho mình một bộ phim ha, nó liên quan về kẻ ám sát rất là hay, có tên là Nikita. Ok. Rồi Nikita là một bộ phim về một cô gái ám sát. Cô này là một người Mỹ gốc Việt, đóng phim rất là hay ha. Và đây là bộ phim mang đầy tính chất hành động. It is an action-packed movie. You guys should check it out. Chúng ta nên xem nó nha. Ok, nào nãy giờ chúng ta đã bàn bạc về những vấn đề khá là to tát lớn lao trên toàn thế giới, đúng không? Bây giờ hãy quay trở lại Việt Nam đi ha, nơi mình sống. Đặc biệt là Sài Gòn ha, cô đang sống ở Sài Gòn. Rồi bây giờ các em suy nghĩ cho cô là ở Sài Gòn thì có một cái vấn nạn gì mà nó xảy ra hàng ngày, ngày nào cũng xảy ra ở Sài Gòn và nó làm tổn thất rất lớn về tài sản cá nhân. Đây là vấn nạn gì? Now let's watch the video first. Rồi, bây giờ chúng ta cùng xem một cái clip trước nhé. Cái video này thì chúng ta cho cô biết là đây là tình trạng gì ta? Đúng rồi, đây là tình trạng giật đồ cướp giật ở Sài Gòn xảy ra rất là thường xuyên, mỗi ngày luôn ha. Vậy thì cô có động từ giật đồ là snatch. Đọc theo cô nào. Snatch, one more time. Snatch, again. Snatch, đúng rồi, chính xác. Vậy bây giờ kẻ giật đồ, danh từ chỉ người thì mình thêm đuôi. Đúng rồi, mình thêm đuôi ER vô. Đọc theo cô nào. Snatcher, again. Snatcher, one more time. Snatcher, excellent. Ok, nào bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ứng dụng từ vựng mình vừa học vào kỳ thi IELTS, bài thi IELTS nhé. Và cô sẽ ứng dụng nó vào phần thi Part 3. Như chúng ta đã biết thì phần 3 là phần mà giám khảo sẽ hỏi về những cái ý kiến của mình về những vấn đề to lớn hơn, mang tính xã hội hơn ha. Vậy thì câu hỏi của cô như sau. What are the most common crimes in your society? Cái loại hình tội phạm nào mà phổ biến nhất trong xã hội của bạn? Ok, câu trả lời của cô như sau. Snatch is one of the most common crimes happening daily in Ho Chi Minh City, which is making everybody terrified while going out on the street. In Saigon, you better watch out for those bag and cell phone snatchers by keeping your belongings carefully. Rồi, cô dịch là cái việc giật đồ là một trong những vấn đề, là một trong những cái vấn nạn mà nó phổ biến nhất xảy ra ở Sài Gòn mỗi ngày luôn. Và điều này đang khiến cho người dân, tất cả mọi người rất cảm thấy rất là lo sợ trong khi mình đi ra ngoài ha. Và ở Sài Gòn thì bạn phải sao? Watch out. Rồi, có cụm từ, cô có cụm từ watch out. Watch là nhìn, vậy thì watch out có nghĩa là coi chừng ha. Chúng ta phải coi chừng những cái tên hay chuyên gia giật điện thoại và giật túi sách bằng cách giữ những đồ vật của mình một cách cẩn thận. Ok.
Như chúng ta đã thấy trong cái video vừa được chiếu thì chiếc xe SH để đó không ai canh chừng là coi như là bị sao, bẻ khóa trộm liền. À vậy thì đây là tình trạng ăn trộm, trộm cắp xảy ra rất là phổ biến ở Sài Gòn luôn ha. Thì cô có một cái danh từ sự trộm cắp là theft. Rồi đọc theo cô nào. Theft. One more time. Theft. Rồi chúng ta lưu ý là âm thở th á, thì khi mà mình đọc nó mình phải để lưỡi giữa hai răng mình đồng thời đẩy hơi ra giùm cô nha. Rồi mọi người nhìn vào miệng của cô nào. Theft. Rồi đọc theo cô nào. Theft. Again. Theft. Đúng rồi, chính xác. Excellent. Nào vậy thì theft, theft là sự ăn trộm, đúng không? Vậy thì người ăn trộm sẽ là, cô chuyển qua một cái danh từ người ăn trộm là thief. Rồi đọc theo cô nào. Thief. Again. Thief. One more time. Thief. Đúng rồi, excellent. Tiếp theo cô có một cái hành động cũng là ăn trộm, trộm cắp luôn, nhưng mà nó liên quan tới việc là một người khác đột nhập vào nhà của mình ha, để trộm đồ trong nhà của mình. Ok, thì cô có danh từ là burglary. Again. Burglary. Again, đọc theo cô nào. Burglary. One more time. Burglary. The last time. Burglary. Đúng rồi, burglary là việc bị trộm, ăn trộm vào nhà ha. Vậy thì người vào nhà ăn trộm đồ của mình gọi là burglar. Rồi, again, đọc theo cô nhé. Burglar. One more time. Burglar. Again. Burglar. The last one. Burglar. Excellent. Nào bây giờ cô sẽ ứng dụng vào kỳ thi IELTS nhé. Speaking task 2. Ok. Rồi, lúc nào cô cũng nói mình là task 2, người ta sẽ hỏi về những cái mình đã trải qua, những cái trải nghiệm của mình, đúng không? Vậy thì câu hỏi của cô như sau. Tell me one of the most upsetting moments that you have experienced. Ok, cho tôi biết là một trong những cái khoảnh khắc mà bạn buồn nhất mà bạn đã trải qua. Thường thường có người ta thì buồn là buồn vì gì? Thứ nhất là buồn vì tình, đúng rồi, thất tình buồn. Thứ hai là buồn vì tiền, đúng rồi, không có tiền buồn. Đúng rồi, à, thì bây giờ cô sẽ cho mình một cái câu trả lời mẫu nhé. Last month, my house got a burglary. The burglar broke into my house and took $1 billion. Everybody was extremely upset. The burglar hasn't been found and the policemen are trying to identify who the burglar was. Okay? Now this is the end of my video today. I'll hope to see you guys later in the next video of I Am Spider. Okay, video của cô hôm nay đến đây đã kết thúc rồi. Cô hy vọng là sẽ gặp lại các em trong những video tiếp theo của I Am Spider. See you. And it's good to be alive.